Mến chào quý anh chị và các bạn đã đến với góc chia sẻ của gia đình nhà Ella. Hôm nay mình lại tiếp tục vào bếp để chia sẻ đến cho mọi người công thức một cái loại bánh quen thuộc nữa. Đó là cái món bánh khúc hay còn được gọi là xôi khúc. Bình thường thì mình dùng là bột gạo nếp trộn với một ít gạo tẻ để tạo cái vỏ bánh. Nhưng hôm nay mình sẽ thay gạo tẻ bằng cơm nguội ha, để thấy cái món bánh của mình càng thêm gần gũi. Với lại cái lớp cơm nguội của mình á, khi mà mình xay ra trộn chung với bột nếp á, thì cái bột của mình không cần phải để nghỉ. Trộn xong á, là mình có thể làm bánh được liền luôn. Mà bánh của mình nó sẽ có cái độ mềm vừa phải, dẻo rồi có cái độ giòn giòn sạch sạch ngon lắm. Rồi bây giờ các bạn nào quan tâm xin mời theo dõi video ha. Đầu tiên là mình sẽ cần có một ít lá dứa dùng để tạo mùi thơm cũng giống như là màu sắc cho món bánh của mình thêm phần hấp dẫn nè. Bên mình bây giờ mùa hè nên là lá dứa mình có khá nhiều, mình không cần phải sử dụng lá dứa đông đá. Mình sẽ dùng một nắm kha khá đó, rửa sạch. Lá đẹp thì mình để hấp bánh, còn lá mà xấu xấu mình sẽ cắt ra để xay lấy nước cho nó đỡ hại máy. Với cái lượng bánh hôm nay mình làm cho khoảng 3 đến 4 người ăn thì mình dùng khoảng 1 khắp nước lạnh, tương đương với lại một chén con. Còn nếu mà muốn tính mili thì các bạn đong dùm mình 200ml ha. Mình cho vào cối mình xay. Máy của các bạn nếu mà nó yếu mà nó kêu thì các bạn xay khoảng 2 đến 5 giây á, các bạn ngưng rồi các bạn xay tiếp thì máy của mình nó sẽ không có bị nóng ha. Mình sẽ dùng cái lược để mà giữ lại những cái phần bã nè. Mình sẽ rửa sơ cái cối đi luôn ha, để mình cho cái nước lá dứa vào mình xay cơm nguội đó. Bình thường thì mình sẽ dùng một thìa canh bột gạo tẻ, nhưng hôm nay mình không dùng gạo tẻ, mình sẽ cho vào đây là nửa khắp hoặc là nửa chén con cơm nguội ha. Mình sẽ xay nhuyễn ra. Với cái món bánh này thì mình không cần phải lược đâu, tại vì chút nữa mình nặn bột xong là mình còn áo bên ngoài bởi một cái lớp gạo nếp đó, nên các bạn có không mịn thì cũng không sao hết. Mình sẽ cho vào đây là nửa thìa cà phê muối và một thìa cà phê dầu ăn để giúp cho cái vỏ bánh của mình nó được đậm đà và nó có cái độ bóng đẹp ha. Rồi mình sẽ đem cái phần bột này đi nấu cho nó nóng lên. Nếu mà mình không nấu á, mà mình trộn chung với gạo nếp đó, tại vì chút nữa là mình còn sử dụng bột gạo nếp á, mình không nấu nó lên nó nóng nóng thì khi mà mình cho bột gạo nếp vào nó dễ bị chảy lắm. Mà mình không có nấu sôi nha, không cần nấu sôi, bởi vì đây nó còn có cái lớp nước lá dứa của mình á, nếu mình nấu sôi hẳn lên thì nó sẽ bị tắt lớp màu, nó sẽ không còn đẹp nữa. Nấu cho nó hơi nóng nóng khoảng tới 60 mấy 70 là độ là được rồi. Mình sẽ bắt ra rồi mình cho gạo nếp vào mình trộn. Gạo nếp hôm nay thì mình sẽ sử dụng khoảng 1 khắp rưỡi, tương đương với một chén con và nửa chén nữa. Còn thức đông ký thì các bạn sẽ lấy giùm mình là 220 đến 250 gram ha, trong cái khoảng đó. Nếu có máy thì các bạn cho bột hết vào rồi mình cho lên máy trộn. Còn nếu như không có máy thì mình trộn bằng tay. Cái món bánh này thì mình trộn bằng tay cũng được, nó không có đòi hỏi là phải trộn lâu đó. Mình sẽ cho một khắp bột nếp vào trước, sau đó là mình thoa tay với dầu cho nó đỡ dính á. Lúc mới đầu nó dính quá thì mình lấy cái mình nắm cái tay mình vào như vậy nè, đó, mình dùng cái khuỷu á, mình trộn bột thì nó đỡ dính đó. Rồi nếu mà dính quá thì nó cứ ướt á, thì mình cứ cho bột gạo nếp vô từ từ rồi nó cũng khô dần nè. Nó khô đến một cái mức vừa phải là bột của mình cũng đã trộn xong rồi đó. Bột của mình là không cần phải trộn lâu lắm đâu, khoảng 7-8 phút là được à. Các bạn trộn cái bột của mình nó thành khối, nó kéo lên nó có cái độ giãn nở như vậy là được rồi. Bột của mình hôm nay ấy là mình sẽ làm bánh luôn, mình nặn mình làm bánh luôn nên là mình không có cần phải đậy, tại vì mình có phần nhân rồi đó. Còn nếu mà các bạn chưa làm nhân, bây giờ mới đi làm thì các bạn nhớ đậy cái cục bột của mình lại cho nó kín ha. Dùng cái phúc ráp đậu đậy lại để cho cái bột của mình nó không có bị khô. Còn như mình nay thì mình trộn luôn bởi vì mình đã làm nhân tối qua rồi. Đó, cái phần nhân thì cũng rất là đơn giản. Mình cần có một ít đậu xanh này, khoảng nửa chén. Mình không cần phải ngâm ha, mình cứ vo như vo gạo cho nó sạch, cho vào khá khá nước một chút. Cho vào đây khoảng nửa thìa cà phê muối rồi mình nấu cho nó sôi lên. Sôi được 5 phút mình sẽ gạt bỏ cái phần nước ấy đi cho nó sạch hết bọt. Rồi mình cho nước xâm sắp mặt đậu, mình nấu lửa trung bình khoảng 15 đến 20 phút là đậu của mình nó sẽ chín.
Sau đó mình sẽ dùng cái giá giống như mình nè, mình tán nhuyễn cái phần đậu ra. Đậu của mình lúc này là nó cũng chín rồi và nó đang còn nóng ẩm nước nữa, nên là mình tán rất là dễ mịn, không có cần phải xay ha. Sau khi đậu của mình chín thì mình lấy ra, tráng sơ cái chảo lại, cho một ít dầu ăn vào, cho thêm một củ hành tím vào nữa rồi phi thơm. Nếu không có hành tím thì mình dùng hành lá, lấy cái phần gần gốc đó mình phi cũng được. Cái phần nhân này thì thường là mình sẽ dùng thịt heo, dùng thịt có nạc, có mỡ như thịt ba rọi là ngon nhất. Mình có thể băm hoặc xay đều được ha. Với cái lượng bánh hôm nay thì mình làm khoảng 200g thịt là vừa. Mình nếu mà thịt xay thì các bạn không cần phải ướp trước đâu, nó nhuyễn quá nên là lúc mà mình xào mình nêm nếm cũng thấm gia vị à. Như ở đây là mình cho nửa thìa cà phê bột nêm, vài giọt nước mắm và quan trọng là phải có tiêu, nhiều tiêu một tí cho nó thơm. Cái phần nhân của mình ướp rất là nhanh gọn và đơn giản luôn. Mình sẽ xào với lửa lớn để cho cái phần thịt của mình nó không có bị chảy nước ha. Đó, khi mà thịt của mình đã chín khoảng 8-90% thì mình cho hành lá vào, mình đảo đều 2-3 vòng rồi mình sẽ tắt bếp luôn ha. Lúc này mình cho cái phần đậu xanh vào mình trộn chung. Lúc mới đầu trộn thì sẽ thấy nó hơi ướt một chút nhưng mà không sao. Khi cái phần nhân của mình nó nguội sơ sơ lại thì nó sẽ khô lại là vừa. Đó thì mình sẽ vo những cái viên nhỏ nhỏ vừa phải để chút nữa mình nặn bánh cho nó dễ đó. Ngoài cái phần nhân ra thì cái bánh khúc này nó còn có một cái lớp gạo nếp ở bên ngoài nữa. Gạo nếp này thì mình cũng ngâm từ tối hôm qua luôn. Khi mình làm nhân xong thì mình cho nước và mình ngâm đó để sáng nay để mình hấp bánh luôn nè. Đậu này, cái phần gạo nếp này các bạn ngâm khoảng từ 4 cho tới 6 tiếng tùy nếp ha. Còn như mình là mình ngâm từ tối, sáng nay mình làm bánh là mình vo lại rồi mình để ráo là được. Rồi bây giờ là mình sẽ tiếp tục với cái phần nặn bột để đem đi hấp ha. Trong khi mà mình cắt những cái phần bột này ra vừa phải để chuẩn bị nặn thì bên cạnh đó mình cũng đã chuẩn bị một cái nồi nước sôi rồi. Để chút nữa khi mình nặn bánh xong là mình có cái nồi nước để hấp luôn, không có cần phải chờ nữa. Nhà mình do có con nhỏ nên là mình cắt bột nó không có đều đâu. Mình cắt có cục lớn cục bé đó để cho con mình nó ăn cái cục nhỏ nhỏ đó, rồi bố em là ăn cái cục lớn hơn, rồi mình cái cục vừa vừa đó. Mình làm ở nhà nên là mình không có cần phải làm cùng size. Cái bột này của mình nó rất là dẻo và mềm nên không cần phải cán đâu. Mình chỉ cần dùng tay mình nén nhẹ là nó cũng dàn đều ra, tròn ra, rồi mình cho nhân vào đó. Rồi mình từ từ mình nhím mấy cái phần bột nó dính lại với nhau rồi mình vo tròn. Giống như thế này nè, rất là đơn giản luôn. Mình là một cái người rất là vụng mà mình còn làm được thì ai cũng làm được hết. Bánh của mình bây giờ đã vo xong hết rồi, nước cũng đã sôi, bây giờ là mình sẽ đưa bánh lên hấp ha. Cái sừng của mình nó rất là lý tưởng để hấp bánh luôn, tuy nhiên cái lỗ bên dưới nó lại to quá. Nếu mình cho gạo nếp xuống thì nó sẽ bị rớt, nên là mình phải cần có một cái giá khác để hấp bánh nè. Đây là cái đồ hấp mà mình dùng để hấp thịt á. Nó hơi nhỏ một chút nhưng mà tôi ráng bỏ vô vậy. Đó, mình sẽ cho một ít lá dứa ở bên dưới để hấp cho nó có cái mùi thơm trên nếp. Mình cho một lớp nếp, sau đó mình cho một lớp bánh lên. Đó, để cho nó có cái độ thưa vừa phải để mình còn chèn nếp vào á, chung quanh để khi chín á, cái bột của mình nở rồi nó dính gạo nếp, nó chín vô thì nó mới đẹp. Với cái bánh như hôm nay mình làm cái size này thì mình sẽ hấp trong vòng 25-30 phút ha. Khi mình hấp thì mình cũng đậy một cái lớp khăn ở bên trên trước khi đậy nắp á, để cái hơi lên nó thấm vào khăn á, nó đỡ ướt bánh. Rồi mình cũng để lửa trung bình không quá to ha, để cái hơi nước nó bốc lên không quá nhiều đó. Bánh chín á, thì mình sẽ lấy ra á, mình có thể ăn chung với một ít hành phi hoặc là hành lá phi cũng được, rất là thơm. Món bánh của mình đã xong rồi các bạn, ngon lắm luôn. Món bánh của mình thì cũng đã xong, chia sẻ của mình cũng đã hết. Mình cũng xin dừng video ở đây ha. Hy vọng là chia sẻ của mình được các bạn yêu thích, để có thể tiếp tục chờ đón xem những chia sẻ tiếp theo của gia đình mình trong những cái video sắp tới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái clip sau ha.